Ngày nay, nhiều người tu mà không hiểu mình từ đâu đến và đến đây để làm gì, chết rồi đi về đâu. Họ không dám nhận mình có tánh Phật mà cứ đi tìm ông Phật ở bên ngoài. Họ không dám nhận mình có khả năng tự giải thoát mà cứ đi cầu lạy người khác cởi trói cho mình.